Rồi, Vịnh Vlog xin kính chào ông bà cô chú anh chị quý khán giả buổi sáng. Thì sáng hôm nay thì anh em đội thợ cũng đã xuống sớm luôn ở cả nhà mình. Thì trời ngày hôm nay thì cũng hơi bị xấu chút xíu. Không biết cái cuộc hành trình khởi công ngày hôm nay không biết có thành công hay không thì Vịnh cũng chưa biết. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ gặp gỡ với anh thợ một lần nữa là anh Hùng để gặp gỡ để nói chuyện cũng như là báo giá chính xác để báo cho Mạnh Thường Quân mình biết trước ngày hôm nay là giếng mới mình sẽ khởi công là như thế nào, cũng như là giá cả motor cũng như là ống nước rồi bao trọn gói như thế nào để mình báo giá thực tế để cho quý Mạnh Thường Quân cũng như là cô chú chị cùng biết. Ngày hôm nay mình sẽ gặp gỡ với anh Hùng ở cả nhà ha. Ô chào anh em nữa, cái này xuống sớm hả? Đây đây, gặp anh Hùng xíu ơi. Đây, chào anh. Hôm nay xuống sớm anh sao? Chào anh Vịnh. Hôm nay sớm anh. Em tưởng vô là 8 9 giờ mới xuống chứ. Không, tranh thủ sớm mình làm nếu có mưa hay là có nắng gì đó mình làm mình trốn cái vụ đó. Bây giờ mưa trời xấu nhưng mình có làm được không? Được được anh, tại mình xài động cơ diesel, dầu, máy dầu. Máy dầu ha. Máy dầu không có xài điện. Đấy, rồi tranh xuống sớm lắm rồi mới ráp ráp này hoàn thiện hết trơn luôn rồi. Dạ, được xong hết trơn anh, nãy giờ chờ anh nhé, không thôi nãy giờ thực thi công rồi nhưng mà cũng chờ vậy không sao. Đóng ráp rồi thì giải lao chút xíu cho nó khỏe, càng tốt. Ủa nãy giờ là chờ em thôi hả? Thì cũng chờ anh chút xíu hả, nói chung cũng chờ chút xíu. Em nói chung là sáng sớm lo luôn buôn việc nhà, đúng hết trơn công việc. Mà cũng không mấy gì quan trọng. Ông mấy mới xuống tới chứ. Dạ. Kệ xong mình xuống sớm mình làm cho nó mát anh. Ủa vậy cái đường đó mình vô có lúng không? Lũng quá anh, ngập bánh luôn rồi đó, mới anh em mới bắn lên nó rồi xuống đồ hết rồi bắt đầu mới bắn lên đó. Dạ. Rồi thì ngày hôm qua thì giếng của mình á, bây giờ giếng nó lắp lại anh luôn á. Dạ dạ đúng rồi, cái nước nó bỏ ra chút xíu lắp lại đó anh. Giếng nó lắp lại. Dạ dạ. Thì anh em hôm qua thì cũng cố gắng là khắc phục cái giếng đó rồi. Dạ. Giờ không được thì anh bảo là phải đóng mới. Thì sẵn đây thì anh em muốn anh nói rõ luôn như là cái giếng này á, cái giá thực tế làm sao đó, cái quy cách làm như thế nào đó. Dạ dạ. Anh có như là hai nữa là bên bảo hành như thế nào anh có thể chia sẻ lên đây cho Mạnh Thường Quân biết luôn anh. Thì nói chung là quy trình khoan giếng mới là riêng về phần cái nước thì giá 5 triệu, còn motor thì 2 triệu rưỡi. Dạ. Đó là tổng cộng là 7 triệu rưỡi. Là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi là cả motor lẫn cây nước. Thì em bao trọn gói luôn là bảo hành cho 1 năm. Vừa phần cái nước lẫn motor bảo hành 1 năm. Là bảo hành, là bảo hành sao ta? Tức là trong thời gian mình xài là mình sinh hoạt đó, có chẳng hạn như bị nước mặn hay gì đó. Dạ. Thì em sửa chữa lại làm lại cho mới. Dạ. Dạ. Rồi cái ống là mình xài ống mấy anh? Là em xài ống 49 anh. 49. Dạ 49. Như là cây cũ ha. Dạ y như cây cũ đó. Ừ, như cây cũ. Hơi dày hơn. Nó đảm bảo hơn xíu. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Đó cái phần đó đó, tại dạ. Vì cái viên trước mình cũng đã biết rồi. Dạ. Nói chung mình không đổ lỗi cho anh em trước đâu. Không có đổ chứ mình xài quá trời lâu rồi. Đúng rồi. Mình mấy 20 năm rồi. Năm rồi có mấy triệu bạc mà bây giờ xài quá trời rồi. Chứ mình đổ lỗi đối được. 19 năm rồi. Đúng rồi. 20 năm rồi. Coi như 19 20 năm rồi đó. Đó thì chuyến này anh cố gắng sao cho cái ống nó độ nó dày xíu. Dạ, ống dạ. Bình minh luôn sao? Không, cái này nói chung ống xài là ok chứ không được ống bình minh. Bình minh giá nó mắc hơn. Mắc hơn hả? Dạ nó mắc hơn. Vậy đó hả? Nó còn 1,5 triệu nữa. Ừ. Nhưng mà nói chung ống này em đi làm cho bà con xài thấy cũng bình thường, là thấy ống ổn nó ok đó. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ giá chính xác là 7,5 triệu ha. Dạ đúng rồi. Luôn đúng. Cả motor hết là bao lên nước xài luôn. Dạ đúng rồi. Từ cái nước đến motor đó là 7,5 triệu đó. Dạ. Còn cái phần mà dây điện nè. Dạ. Rồi cái ống ra mà truyền vô nước vô nhà tắm này kia là dạ. Là bên cái, chủ nhà chịu đúng ha. Đúng rồi, cái phần đó thì bên của chủ nhà. Dạ. Của thì, chủ nhà tự mua. Thì nói chung đó lặt vặt cũng không có nhiêu đâu. Dạ thì đúng rồi đúng rồi. Cái đó thì trăm ngoài 200 ngàn ví dụ vậy đó. Lặt vặt. Thôi trời cũng xấu lắm anh ơi. Giờ mình cố gắng là tiến hành luôn anh. Rồi rồi ok. Có vậy anh Hùng nhé. Dạ dạ rồi rồi. Rồi rồi. Chúc anh em khởi công cái này là thành công nha. Tốt đẹp nha. Anh Kên. Anh Kên vô. Làm gì vậy? Chào anh Kên nha. Đào đất cho người ta cho nước xài chứ. Đây là mình đào hố đây hả? Đào hố rồi ta phục mấy người ta làm được. Là mình bơm nước đâu đó trong mương bên kia thì em qua anh em qua đây chứ. Là lấy từ nước địa đó lên hả? Lấy xin rửa đốt à. Đó cái địa đó quê mình đảo rồi mình để nước cái đó người ta là dạy làm chỗ đó. Ủa anh đó. có mua nước ngọt hả? Dạ mua C2. Có mua nước rồi là anh nãy quên. Tính mua cà phê cho anh em đi. Có nước rồi. Hả? Nước rồi bó rồi ok rồi mắc rồi. Tính mua cà phê uống cho nó có nó phê một chút cho nó phê một chút anh tưởng
Em không biết, em mua C2. À, mua C2 hả? Không, để xíu đi mua thêm mấy ly cà phê nữa cho anh em, không sao đâu. Thêm mấy ly cà phê nữa đi. Cho anh em phê phê chút. Vui không? Bữa nay vui không? Vui. Đó, thực tế là anh em xuống là mình khóa rồi đó. Thấy vui. Họ đang tiến hành rồi nha. Hay em nó để xa không được, để gần dễ xài. À, đúng rồi đó. Rồi để mua tưa nó không hư nữa. Sợ mưa sợ gì đó. Dạ. Đây cái nhà đây là giếng cũ nè. Bây giờ nói chung là hơi xa cái nhà nha. Xa từ nhà. Nước có hút lên không được. Dạ đúng rồi. Vậy nó xa. Đó bây giờ thì anh Kênh thì muốn dời qua bên sát nhà luôn, sát dắt luôn. Rồi sẵn tiện là mua tưa là mình bỏ ở bên phía trong luôn á. Dạ, trong nhà. Dạ. Ok, em thấy cũng rất là tiện. Tại bữa lên clip hôm qua đó thì có khán giả nói là đông giếng ở trong nhà. Đó thì cả nhà không biết rồi. Đấy, đông giếng đâu ở trong nhà thì không có được, cái nhà mình đâu có được. Tại vì cái đồ nghề thì nó cao hơn cái nóc nhà rất là nhiều đó, nên rồi đóng này đóng ở ngoài phía ngoài thôi. Bây giờ sát cách này thấy ok rồi anh. Dạ, Kênh ha. Ok. Ừ, thấy ok rồi. Rồi cơm nước rồi có ai nấu chưa? Thì em nấu rồi chứ. À, có người nấu rồi hả? Dạ. Thì em nấu. À, em nấu luôn, anh nấu luôn hả? Dạ. Nấu được không? Được. Chào nó. Dạ. Nhì một nổi luôn. Ý là đồ ăn á. Đồ ăn thì à cho bà chị gần đây. À, chị gần nhà hả? Dạ. Chị gần nhà làm hả? Dạ. Rồi nấu nướng chưa anh Kênh? Dạ. Nấu nướng chưa? Nấu chưa? Sớm nấu rồi. À, thì đồ ăn là nấu chưa? Thì nấu sẵn rồi, chút nữa lấy lại. Thì dạ, lấy. Thì ta làm cỡ 8 giờ 9 giờ vậy á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mấy ảnh dùng cơm. Rồi. Vô đây cái nhà bây giờ đang khoan thì trời đang đổ mưa luôn cả nhà. Đó, anh em thì đang khởi công luôn ha. Đó, đang khởi công luôn, bây giờ mưa luôn rồi đó. Đi lên đây, lên đây, lên đây. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi. Wow, đây cái nhà. Chuẩn bị khởi công là bây giờ trời mưa luôn cả nhà. Đó. Ủa, đằng trước mình đây là ngập luôn á anh Kênh hả? Thì mưa lớn rồi, ngập tới nhà sau luôn á. Tại vì bữa em có vô một lần rồi mà em quên đi. Em tưởng là ngập ở trước không? Không, ngập tới bệnh á, tới cổ cây nước cũ á. Dạ. Chắc do đây là đất mình thấp quá ha. Thấp. Thấp quá nên là với lại mình không có cái đường để mà thoát á. Dạ. Rồi. Rồi cái này tính sao, nếu mà nó ngập hoài vậy tính sao? Thì em muốn mua đất mua gì đó. Thì em không có tiền mua. Chính là đặt đất này nó nặng. Dạ, tiền lắm á anh Kênh. Thì nặng tiền. Tiền là nếu mà bỏ đất này nó nặng lắm á, chứ không phải chuyện đùa đâu. Ở đây là một xe giờ bao nhiêu tiền rồi đó? Dạ. Mấy tiền? Một em xe đất á? Em không biết. À. Xe đất giờ cũng khoảng chừng 100 mấy 200 ngàn. Dạ. Bây giờ 200 ngàn. Đường xa nữa. Đúng rồi, đường xa nữa. Wow, rồi mưa xuống là nó đây nó ngập luôn ha. Dạ, ngập luôn. Dạ. Rồi cái gì cái thì bây giờ hôm nay thì mình chắc chắn mình có giếng xài rồi đó. Có. Nha, chắc chắn có giếng xài rồi. Thì mấy thợ lại là lẫm là cũng có nước xài rồi. Rồi có mưa nữa. Có mưa nữa. Mát nữa. bữa thì không có nước xài gì, không có mưa luôn. Yeah. Còn bữa nay là vô khoan giếng rồi. Vô khoan giếng mà mưa. Lại có mưa nữa. Thì mình làm ăn là mát rồi đó. Chứ là anh có phước á. Yeah, Kênh. Có phước. À, có phước kiểu lắm luôn. Bữa nay trời mát. Yeah. Thì anh em chắc chắn này trời mưa. Lại lẫm có nước xài rồi có mưa nữa. Có mưa nữa. Có cái là nó bất tiện, cái là anh em vô nó bị lúng thôi. Dạ. Nó bị lúng. Trời nghiệp mấy ảnh chạy vô. Tưởng không có mưa thì chạy được. Hơi bị lúng xíu. Dạ. Lúng. Chắc không sao đâu. Để mình khi nào xong hết mình phủ đẩy lên. Mình dùng đẩy. Ờ, xuống nhau đẩy lên thôi. Ừ. Có thì chút xíu anh lo cơm nước ha. Dạ. Ừ, lo cơm nước. Mấy giờ anh? Xíu lấy tiền của em nè, chạy đi mua cà phê nó đi. Sẵn mua cho em luôn. Sáng giờ em chưa ăn gì luôn á. Ôi mày. Mua cà phê mấy ly đi, đâu là mấy người, 4 người hả? Thì mấy anh uống cà phê hả? Ờ thì mua cà phê cho anh em đi. Thì đó, 4 anh dịnh nữa là 5. 5,
anh kênh nữa uống không? Em không uống. À anh kênh đâu uống cà phê? Không uống cà phê. Ừ, mua 5 ly ha. Thì em có statin ở trong nhà kìa. Uống statin hả? Đừng uống nhiều quá. Mua hồi qua đó. Đừng uống statin nhiều quá, nó hại sức khỏe. Không, không. Đau ruột. Từ từ uống, mình khác, mình uống miên nè. Nó phá bao tử lắm. Mình hạn chế uống lại đi. Nha. Rồi xíu lấy tiền mua đi mua cà phê ha. Dạ. Cho anh em uống cà phê đi. Tại vì buổi sáng mình phải có cà phê mới tỉnh táo được. Thì em sáng nào cũng phải có cà phê hết á. Tại sáng nay lo luôn bu việc nhà anh luôn hết chứ. Em cỡ sau giờ hơn 6 giờ là em nấu cơm rồi. Em đi mua nước đá mua gì đó sẵn cho là thờ lạnh lại lạnh đó. À. Mấy anh tới lâu chưa? Mấy giờ? Thì ảnh cũng tới cũng sớm à. Vậy đó hả? Thì em không có điện thoại có vợ. Em sao là thế anh Hùng gọi là 7 giờ mấy rồi? Dạ cũng cả đó. Em sắp xếp vì việc nhà rồi bắt đầu chạy lên liền luôn. Gặp mưa nữa nè. Rồi. Mà mưa bão mưa không có lớn đâu. Rồi ngày hôm nay thì em cũng chúc mừng đó anh nhé. Dạ. À, chắc chiều nay trưa nay là mình có chuyến xài rồi. À. Rồi em cảm ơn tới Mạnh Thường Quân rất nhiều nha, là dạ. Chị Lan dạ cũng đã gửi số tiền đã đủ kinh phí để cho anh kênh đủ kinh phí để tiến hành như là khởi công giếng ngày hôm nay. Dạ xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều luôn chị. Dạ. Thì cũng gửi tiền thì phải cảm ơn chị Lan rồi. Cảm ơn chị Lan nha. Bạn chị Lan nữa. Bạn chị Lan nữa. Rồi ok. Bây giờ giếng thì đang khởi công rồi. Dạ. Giờ mình thì không có làm được, mình không có làm gì đâu, mình chỉ cần lo cơm nước rồi này kia cho anh em rồi ok thôi nhé. Dạ. Rồi lấy tiền của em đi mua cà phê đi. Dạ. Sẵn em uống ly cà phê coi. Sáng nay chưa có cà phê trong bụng nữa nè, chưa có cái gì trong bụng luôn á. Thế nên lấy 100.000 đi mua cà phê nhé. Mua mấy lọ anh? 5 ly đi. Thợ là 4 người với em 1 ly nữa. Thì anh một con nữa thì rồi. Anh đang làm 4 người. Dạ rồi mua 5 ly ha. Dạ. Rồi về anh kênh nha. Dạ. Rồi xíu nữa là cơm dạ, chính này đi dọn. Thì chút nữa điện em đi lấy. Dạ rồi ok. Rồi dạ, anh đi. Rồi.